Cảm ơn chị Hiếu. Không, ở xóm này là bây giờ nguyên một xóm là không nghĩ là Duyên về Việt Nam, mà bây giờ Duyên được về Việt Nam như vậy là cảm ơn cái gì Phong Bụi, rồi cảm ơn ai nữa nè, Bùi Hồ, rồi Phong Bụi, rồi gần một ngày luôn á, trọn vẹn một ngày. Thì bây giờ đã 4-5 giờ chiều rồi. Tụi mình từ cửa khẩu Mộc Bài di chuyển đến thành phố Long Xuyên, tỉnh Long An, và đang đứng phía trước căn nhà của chị Duyên. Hiện giờ thì chị Duyên vừa mới từ Campuchia về, cho nên là khá là mệt. Mình tạo cái cho chị cái không gian riêng tư để có thể ngồi tâm sự với mẹ và người thân. Thì hai người cũng đang ở trên gác kia kìa. Nhân tiện đây thì mình đang ở phía trước nhà, cũng muốn trò chuyện với mấy cô bác ở trong xóm như thế nào. Sáng giờ mọi người gọi điện thoại mình liên tục luôn, gọi không ngừng nghỉ để hỏi thăm. Cô này là hàng xóm luôn ha? Dạ, xóm con mèo mổ vào. Hồi sáng nghe tin sao cô? Nghe tin đây là bữa nay trở về, từ đây tới 8 giờ tối đó là trong từ sáng giờ quá trời rồi. Thôi giờ mấy chú cũng cực khổ quá, thôi giờ cũng mang ơn mấy chú nhiều nha. Dạ. Chứ giờ tôi thì xóm điện tôi cũng không biết nói gì hơn, nói về được thì mừng giùm cho nói vậy thôi. Mà cái công cực khổ của mấy chú thì tôi cũng mang ơn mấy chú trước. Cô bà này, hồi lúc bà có ký ức gì về chị Duyên không? Dạ, ở đây ở xóm. Đó, con hồi nhỏ thấy chị Duyên sao? Cũng ở đây, hồi đó là nhỏ ở đây con. Đi cũng lâu lắm rồi. Em sớm này cũng đông nè, cho bà con cô bác xem cái không khí ở đây luôn. Đây nè, ở đây thì trong cái xóm này thì rất nhiều cô bà ở đây ngồi để mà đợi chị Duyên về từ sáng giờ. Dạ con chào bà. Dạ. Gặp chị Duyên về mừng dữ không bạn? Mừng chứ. Dạ. Ở xóm thì thấy nào cũng phải mừng rồi. Dạ. Có gì đâu. Thấy nghe về ở đó chị về mừng. Lúc mà chị Duyên đi bà nghĩ là chị Duyên còn sống không? Không, lâu quá thì sợ chết rồi. Dạ. Dạ. Ngày xưa thì so với bây giờ thì chị Duyên như thế nào? Bà thấy thay đổi nhiều không? Nó ốm quá, ốm rồi gãy răng lụa trơn, không có biết. Còn ngoại có xem clip ở trên mạng không? Thấy sao? Thấy đẹp đó. ốm mà sao đẹp? Ngoại nói là đẹp có như tôi vậy á. Tôi không đẹp vậy. Còn đó bây giờ hồi đó là nó 10 phải không? Bây giờ nó chừng 1-2. Hồi đó nó mập mà nó tròn quay à. Nó đẹp lắm. Mà bây giờ thấy nó tội nghiệp, ai về ai cũng khóc chứ. Hai cô này cũng nông đúc đây ha. Biết cô nào có ký ức với chị Duyên không ta? Hôm nay là sớm mình nghỉ đi làm để mà đợi chị Duyên về luôn hay sao ạ? Một ngày chị cũng cảm ơn mấy em nhiều, rất là nhiều. Là cái đầu của mấy em là phải chị chúc cho các em là càng ngày phải phấn đấu hơn trong với Duyên này nữa, tìm kiếm những cái mảnh đời mà khốn khổ ở Nam Giang còn hơn với Duyên đem về Việt Nam. Rất là hoan nghênh mấy em, quá cảm động với mấy em quá. Cô có nghĩ là Duyên về được Việt Nam hay không? Không bao giờ nghĩ nó là về Việt Nam. Không, ở xóm này là bây giờ nguyên một xóm là không nghĩ là Duyên về Việt Nam, mà bây giờ Duyên được về Việt Nam như vậy là cảm ơn cái gì Phong Bụi, rồi cảm ơn ai nữa nè, Bùi Hồ, rồi Phong Bụi, rồi tất cả. Sao còn nhớ hàng xóm không? Còn nhớ ai không? Đi hỏi chuyện một xí, hỏi thăm một xí coi nè. Ra chào mấy cô hết đi từ người em. Con về ở đây là về quê rồi. Ở xóm mình ở đây đợi mình về đó chị hỏi thăm các cô các bà đi. Dạ. Các cô các bà ở đây thì chị biết ai hết không? Chị tới người đi. Chị tới người đi chị. Hòa, chị nhớ gì Hòa? Chị Liễu, Hai Đàn, chị Tư, chị Hương, chị Sáu. Bà Sáu. Chị Ba. Nè, con về Việt Nam. Bà nói con nghe, ở quê mình không có đói đâu, con đừng sợ. Có cơm, có cơm, có cháo. Qua đứng đi, qua đứng đi. Con không có sợ gì hết trơn mà, con cứ sợ đói. Không có sợ chứ, ở đây
sớm kìa, không có cơm ta cũng cho cơm con ăn nữa. Ừ, ở đây chứ không phải ở Campuchia mà con sợ đó. Đó là hiểu không? Không có đi đâu hết trơn á, ở đây đi. Có cơm ăn cơm. Không có đây sớm kìa, ta cho cơm con ăn. Không có đừng đi làm tầm bậy tầm bạ gì nữa hết trơn á. Hiểu không? Ờ, vậy đó, ở đây rồi sớm kìa ta giúp đỡ cho con. Con cứ ở đây đi. Cha tỷ từ 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 ở đây người ta giúp đỡ con cái công ăn chuyện làm người ta giúp đỡ cho con đừng đi đâu nữa hết nghe không? Không có chồng thì từ từ mấy anh này phải tìm cách, đừng có nói nhớ chồng rồi lội lên chảy là khổ lắm, không có lần nữa nghe không? Lần này lần thứ nhất là được mấy anh cứu về cũng như là lần chó, hiểu không? Một đời mình chết một lần bây giờ sống đây được rồi đó, con rất cảm ơn mấy anh này. Con phải cảm ơn nhiều, con nhớ đời 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 á, biết không? Con hứa với anh rồi con mới qua bờ đó. Con phải hứa với trời là đây cộng đồng mạng là con ở nhà con làm lại cuộc đời coi, nói coi. Với cộng đồng mạng con ở nhà con sẽ làm lại cuộc đời con không bao giờ bỏ trốn đi qua bên kia. À đúng, con phải nói như vậy là mới đúng đó. Hôm nay thì cả xóm của mình á ai cũng đợi chị về. Thì thôi thì chị nói lời nào với mấy cô với mấy bà ha. Mấy cô mấy con cảm ơn mấy cô mấy bà con thương con. Chị nói lớn lên tí đi chị. Con xin cảm ơn mấy cô mấy bà. Cái chú đã giúp đỡ rồi. Cũng như là cho cũng xin sức lực để con trở về đến gia đình của chú. Con không được về tới gia đình con. Cô tinh thần với con trở về gia đình chú. Nếu bây giờ là con được về Việt Nam mà con muốn gấp là cảm ơn mấy chú rác ở đây đi, người ta cũng động lực chú lắm. Rồi con một lần này là lần cuối cùng cuộc đời con rồi đó, lần thứ nhất cũng như lần cuối cùng cuộc đời của con là con sống lại đó. Con chết rồi giờ mấy chú này mấy chú thì chết cuộc đời con lên rồi, con đã sống lại lần thứ hai rồi đó. Con phải nhớ đó. Con phải hứa với mấy chú này là con làm lại cuộc đời, hứa với cộng đồng mạng đàng hoàng. Con phải hứa đi, hứa với cộng đồng mạng con phải làm lại cuộc đời. Có chị lại chào mấy bà đi ha. Chị chào mấy bà đi. Ờ, tại vì mấy bà cũng đợi chị về từ sáng đến giờ. Mẹ nó có tiệm mua cơm ăn không? Nó đi tiệm mua cơm. Dạ. Nói chồng nói tao quá. Dạ, có tiền tao vẫn cho tiền con ăn được. Ở đây gì quà cũng cho tiền, ở đây sống gì cũng cho con ăn, cho cơm được. Nó con khỏi sợ đói. Con vàng đổi nó qua cho ăn rồi. Mình có, mình có, nó còn lấy của mình thêm nữa. Đó là gì vậy đó? Nên đó là người ta đói quá nên là người ta phải giành giật nhau. Ở xứ này là bà con đây là người ta bố thí dữ lắm. Ở chỗ nói chung với thằng cặp chia cái bên tối ngày nữa không là bếp chài có cứ lấy hoài ăn cắp hoài, bữa nào sáng bán đủ tiền ăn cơm chứ. Giờ con về đây là con khỏi sợ đói nữa. Ở bên đó nha mấy cô, là chị này là ngủ một cái chòi, kế bên là một cái chòi của người Campuchia cũng nhặt ve chai á. Cái chòi kế bên á thì người ta họ vậy nè, hôm nào nhặt ve chai được nhiều á là tối không ngủ được, phải nằm trên đóng ve chai nè, cái anh lén nó rút lấy, lén lúc lấy, có khi là không đủ ve chai để hôm sau bán luôn á. Ở mình đây một ngày một hộp ba cửa cơm đúng không, cái hôm qua bên đó là không có cơm ăn, đói xỉu cả đêm hôm đó đó. Hôm gặp chị này nè, còn đi nhặt ve chai á là chỉ đi nhặt theo khung giờ thôi, 5 giờ chiều cho tới mấy giờ, 5 giờ chiều tới 9 giờ tối, 9 giờ tối mà lấn ra một phút á là bị đánh, tại vì ban ngày là người ta nhặt hết ve chai rồi, cho khung giờ đó ít tay mà đổ rác á nhặt. Bây giờ nè con có đói chưa? Đói chưa? Đói bụng chưa? Đói bụng chưa? Kêu mấy đứa đi mua cho con hộp cơm. Đi mua nha. Đói rồi. 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 Mời gọi đầu đi xuống dưới cá sống lên đi. Mới gọi luôn á. Mai mai em lên đầu sống rồi đó. Đầu cá sống rồi đó. Rồi đá quá đó. Chui dẻo lên. Dạ. Rồi đó. Nhờ mấy chú là cứu gì cái người chiếc này là chết cái chảnh luôn rồi. Cảm ơn.
lên cũng không được. Cảm ơn nhiều. Qua đây ngồi ăn cơm đi. Ngồi xuống ăn cơm cho nó chú. Tối rồi. Về cảnh nào. Bệnh đâu có được ăn ngon giống vậy đúng không chị? Thậm chí là đôi lúc mà chị Duyên có chia sẻ bên kia người ta giành giật cái miếng ăn của mình thì về quê hương mọi người lại cho chị ăn rất là đầy đủ nè. Và thậm chí là người ta còn, các cô, các bà ở đây còn nói với nhau á là không có sợ đói đâu. Ăn đi chị. Đây là cái bàn cơm. Sao hai mấy năm rồi ăn cơm Việt Nam thấy sao? Ngon. Ngon quá. Ngon. Ngon. Là 21 năm mà bây giờ ăn là hộp cơm Việt Nam cho nên chưa ngon. Hộp có cơm sườn hả? Cơm trứng kìa. À cơm thịt. Đấy không? Đấy. Trời ngậu rồi với anh ông ta đó rồi. Dạ. Ở đây ăn cũng được. Những con ông hộ vừa ông hộ vừa đấy. Phần kia ai chụp hình kia ai? Đúng rồi. Gặp ổng ông thằng rẻ rồi. Có hát gì ở cơm bên đó không chị? Dám cơm bên kia không? Không dám rồi. Chị nói là chị nói là ngày xưa là khi mà ở nhà với ngoại á là ngoại thường hay nấu cái món là cá biển chiên với lại canh chua. Thì lúc trưa thì chị cũng có dùng được cái món đó nhưng mà chị không có ngon bằng ngay tại ở ngôi nhà như thế này. Nhưng mà chị cố gắng lên nghe chị Duyên nha. Mọi người đang rất trông chờ vào chị để làm lại một cái cuộc sống mới ngay tại quê nhà. Thì tụi em sẽ cố gắng. Ở đây chú lên này, chú lên cho con 200 lần. 18 trăm luôn hả? Ờ, hàng xóm, hàng xóm. Nè, của anh, chú Linh nó biết không? Linh con của bà Ý Lan nó biết không?
Anh Linh đâu có, anh Linh đây không? Em gửi cho anh. Dạ, gửi cho anh. Cảm ơn. Dạy, mới về thì mọi người thấy là bà con nó sớm á, đã tương trợ cho chị. Đừng, tao cũng con. Chị Nhi hả? Dạ, thì chắc có lẽ ngày mai cá nhân của mình sẽ quay trở lại và sẽ có những cái câu chuyện hay hơn nữa và có những câu chuyện tiếp diễn về cuộc sống kiến thiết của chị Nhi nha. Bây giờ thì chắc có lẽ xin chào tạm biệt để cho chị Nhi nghỉ ngơi ăn cơm luôn ha. Ăn cơm ha. Cảm ơn. Mình đi. Cái gì?